Các em học sinh, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 55 trang 48 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Đề bài ý A đó là tìm nghiệm của đa thức PI bằng 3y 6. Ý B chính tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm QI bằng y mũ 4 cộng 2. Bây giờ chúng ta nhớ lại cho cô nghiệm của đa thức là gì? Nếu như tại x bằng a, giá trị của đa thức bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi làm bài toán ngược lại, đó là tìm nghiệm của đa thức. Thì chúng ta biết rằng giá trị của đa thức là bằng 0 thì a chính là nghiệm. Bây giờ tìm nghiệm thì chúng ta sẽ cho đa thức đó bằng 0, chúng ta sẽ đi tìm xem là đa thức đó bằng 0 thì tương ứng giá trị y ở đây sẽ bằng bao nhiêu thì đấy chính là nghiệm của đa thức. Từ đây Cô cùng các em sẽ đi vào lời giải chi tiết của bài số 55. Ý A Tìm nghiệm của đa thức PI Thì đầu tiên là ta có PI là bằng 3I cộng 6 Đa thức này có nghiệm Khi giá trị của đa thức bằng 0 Có nghĩa là 3 cộng Y bằng 3y cộng 6 là bằng 0. Từ đây mình sẽ phải tìm ra y. Thì đến đây thì cô sẽ suy ra là 3y sẽ phải bằng trừ 6. Y sẽ phải bằng trừ 6. Chia 3. Và kết quả y là bằng trừ 2. Có nghĩa là giá trị của đa thức này là bằng 0. Chúng ta tìm được ra là y bằng 2. Từ đây thì chúng ta kết luận đó là vậy đa thức pi có nghiệm y bằng trừ hai như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ý a chúng ta chuyển sang ý b chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm như vậy muốn chứng tỏ là đa thức không có nghiệm thì chúng ta sẽ chứng tỏ rằng đa thức này không thể bằng 0 với mọi y. Các bạn chú ý cho cô đó là với mũ chẵn ấy, thì sẽ luôn lớn hơn bằng 0. Từ đây thì chúng ta sẽ đi vào trình bày như sau. Quy y bằng y mũ 4 cộng 2. Mà ta có y mũ 4 là số mũ là chẵn nên luôn lớn hơn bằng 0. Với mọi y thuộc R có nghĩa là mọi y là số thực. Từ đây thì chúng ta sẽ có là nên y mũ 4 cộng 2 là sẽ lớn hơn hẳn 0. Bởi vì y mũ 4 đã lớn hơn bằng 0 rồi, nên khi cộng 2 thì là cộng thêm một số dương nữa như vậy nó sẽ lại lớn hơn hẳn 0. Với mọi y thuộc R. Tức là Qy này sẽ khác 0 với mọi y thuộc R. Vậy thì chúng ta sẽ có là Qy không có nghiệm. Bởi vì đó là Qy luôn khác không với mọi y thuộc R, có nghĩa là không có giá trị y nào để cho Qy bằng 0. Như vậy là Qy sẽ không có nghiệm. Như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 55, trang 48, sách giáo khoa, toán bậy tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.